Chiều hôm qua ngày 14 tháng 3, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế sửa các quy định với khách du lịch quốc tế, gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày hôm nay 15 tháng 3 để hoàn thiện và công bố phương án mở lại hoạt động du lịch. Trong đó, nội dung sửa đổi phải theo phương án đã thống nhất ở cuộc họp bàn do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì ngày 15 tháng 2 và thông báo trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày 7 tháng 3. Phương án quy định khách quốc tế đến Việt Nam không cần đăng ký tour, chỉ cần chứng nhận tiêm đủ vaccine COVID-19 hoặc khỏi bệnh. Kết quả xét nghiệm âm tính nCoV là bắt buộc, song được phép xét nghiệm nhanh trong 24 giờ hoặc real-time PCR trong 72 giờ trước khi xuất cảnh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổ chức triển khai các hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch.